Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, Ukraine hiện đặt niềm tin rất lớn vào chiến đấu cơ F-16 của phương Tây. Theo dự kiến khoảng 1 đến 2 tháng tới, không quân Ukraine sẽ nhận được những chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên. Tuy nhiên, việc sử dụng F-16 trong thời điểm này sẽ không dễ dàng với Kiev, bởi loại tiêm kích này có thể sẽ phải đối mặt với tên lửa không đối không siêu thanh R-37M, được coi là một trong những vũ khí trên không mạnh nhất của quân đội Nga. Các chuyên gia quân sự dự đoán, những trận chiến trên không sắp tới ở Ukraina sẽ là màn đọ sức của hai loại tên lửa R-37M của Nga với AIM-120 của phương Tây. Tên lửa không đối không siêu thanh R-37M của Nga được coi là một trong những vũ khí trên không mạnh nhất của quân đội Nga. Tên lửa này sẽ trở thành vũ khí chính được lực lượng hàng không vũ trụ Nga sử dụng nhằm mục tiêu loại bỏ những chiếc F-16 mà các nước phương Tây sắp chuyển giao cho Ukraina. Vậy nên đầu tiên phải kể đến những khó khăn cho F-16 ở Ukraina. Theo dự kiến, khoảng 1 đến 2 tháng tới, không quân Ukraine sẽ nhận được những chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên. Hiện tại ở Đan Mạch, khoảng 50 kỹ thuật viên người Ukraina đang được đào tạo về bảo trì, sửa chữa máy bay cũng như xử lý các bộ vũ khí trên F-16. Trong khi đó, ở nhiều nước phương Tây khác, các phi công Ukraine cũng đang tích cực huấn luyện để làm chủ chiếc chiến đấu cơ này. Nhiều người đã có chứng chỉ tốt nghiệp, nhưng để các phi công Ukraina đưa được các máy bay chiến đấu F-16 lên không trung sẽ là điều vô cùng khó khăn. Các sân bay tiếp nhận F-16 sẽ trở thành mục tiêu chính trong các cuộc tấn công của Nga. Mặt khác, những tiêm kích F-16 cũng bị hệ thống phòng không Nga theo dõi sát sao. Bên cạnh đó, vấn đề cơ sở hạ tầng phục vụ cho F-16 ở Ukraine là vô cùng hạn chế. Điều này khiến việc sửa chữa F-16 gặp nhiều thách thức, thậm chí việc sử dụng những đường băng không bảo đảm có thể gây hư hại cho F-16. Các máy bay từ thời Liên Xô có thể cất cánh từ những sân bay giã chiến với đường băng ngắn và yêu cầu về bảo trì thấp hơn. Nhưng đối với F-16, cửa hút gió của nó được đặt ở vị trí thấp, ngay trên phía trên đường băng. Vì vậy, nó yêu cầu đường băng phải sạch sẽ để chiếc máy bay một động cơ này không nuốt phải những mảnh vụn khi cất cánh. Từ New York Times cho biết, hai phương thức để thoát khỏi tình huống này đang được xem xét. Đầu tiên là các nước NATO cử các chuyên gia chuyên môn kỹ thuật tới Ukraine để chăm sóc F-16. Phương án thứ hai là sử dụng các sân bay quân sự trên lãnh thổ các nước NATO để triển khai F-16. Tuy nhiên, việc F-16 cất cánh từ lãnh thổ các nước NATO đồng nghĩa với việc liên minh này tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo từ quan điểm của luật pháp quốc tế, cả F-16 và các sân bay sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Khó khăn thứ hai là từ tên lửa R-37M, tạp chí Bulgarian Military viết, nếu F-16 tham chiến, nó sẽ bị tên lửa R-37M loại bỏ từ máy bay Su-35. Theo thông số kỹ thuật, tên lửa R-37M di chuyển với tốc độ m 6 và có tầm bắn lên tới 400 km. Trong khi đó, loại tên lửa được xem là đối thủ của R-37M tại Ukraine là AIM-120 Amraam của Mỹ sẽ được cung cấp cùng với F-16, nhưng tầm bắn tối đa của AIM-120 chỉ là 160 km. Tên lửa R-37M ban đầu được phát triển cho máy bay MiG-31BM. Máy bay đánh chặn siêu thanh này còn được trang bị radar cỡ lớp RB-31N-007 Zaslon, hỗ trợ rất tốt cho tên lửa tầm xa như R-37M. Trên chiến trường Ukraine, không quân Nga đã tích hợp R-37M trên tiêm kích Su-35. Loại máy bay này chỉ sử dụng radar IBIS nhỏ hơn, nhưng cũng đã bắn hạ nhiều MiG-29 và Su-27 của Ukraine. Với công suất cực đại lên đến 400 kW, Zaslon mạnh hơn nhiều so với Ibis 20 kW. Radar Zaslon-M cho phép Su-35 phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa và tăng độ chính xác khi tấn công. Nhờ đó mà tên lửa R-37M có thể được phóng từ cự ly xa hơn mà vẫn đảm bảo loại bỏ được các mục tiêu. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay loại UAV mới mà họ đang phát triển với sự hậu thuẫn của phương Tây sẽ tấn công mục tiêu theo cơ chế tự động và do đó sẽ ít nguy cơ bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga vô hiệu hóa. Nguồn tin Telegram cho hay Ukraine đang phát triển các UAV AI, trí tuệ nhân tạo mà Nga sẽ khó bắn hạ hơn. Dự án này của Ukraine nhằm tạo ra một hệ thống xác định mục tiêu dựa trên công nghệ nhận diện hình ảnh, giúp UAV tự động săn tìm và đánh vào mục tiêu. Chương trình này nhận được viện trợ của phương Tây trị giá hơn 200 triệu bảng Anh. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Katerina Chernohorenko nói rằng hệ thống này có hai ưu điểm sau. Thứ nhất, nó giúp UAV cảm tử ít chịu tác động trước hệ thống phá sóng điện tử của Nga. Thứ hai, nó cho phép chắc thủ điều khiển UAV được lùi xa hơn khỏi tiền tuyến. Vị Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết UAV của họ đang được phát triển trong khuôn khổ một liên doanh với một số nước như Anh, Bà Chino Horenko cho biết, thách thức lớn nhất đối với UAV là chặng bay cuối của nó trong bối cảnh ngày càng có nhiều các hệ thống tác chiến điện tử cá nhân. Thứ trưởng Chino nói, các UAV của chúng tôi cần hiệu quả hơn và được dẫn đường tới mục tiêu mà không cần chắc thủ nên dựa trên việc điều hướng trực quan. Chúng tôi gọi đó là định vị mục tiêu trong dặm cuối. Theo đó, UAV nên được chắc thủ phóng và điều khiển bay tới vị trí cách mục tiêu khoảng 1,6 km. Tại thời điểm đó, AI sẽ đảm nhiệm điều khiển UAV dẫn dắt thiết bị này bay tới mục tiêu cuối cùng và gây khó khăn cho Nga trong nỗ lực gây nhiễu tín hiệu truyền về chắc thủ. Chương trình UAV của Ukraine đã gây ra tranh cãi trong các tuần gần đây khi Mỹ công khai lên án việc kỳ ép tấn công các nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Các quan chức tình báo phương Tây thừa nhận quân đội Ukraine được tiếp cận các UAV có năng lực tấn công các mục tiêu cách xa tới hơn 965 km các đổi mới, cải tiến đã biến các UAV thương mại và tự chế trở thành các vũ khí sát thủ trong cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine tin rằng đội xuồng không người lái USV của họ đã gây tổn thất lớn cho hạm đội biển đen của Nga với tỷ lệ 1 đổi 10 khi xét về mặt giá cả. Các lực lượng quân sự Ukraine ngày càng phải dựa vào phương tiện không người lái gồm UAV và USV để bù lại tình trạng thiếu thốn đạn dược giới chức phương tây đã cảnh báo tình trạng thiếu hụt vũ khí đạn dược có thể buộc ukraine phải nhượng thêm lãnh thổ cho quân đội nga đang tiến tới đối mặt với những bước lùi trên chiến trường và những cuộc tấn công liên tục của nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng giới lãnh đạo ukraine đang đặt hy vọng vào khả năng tấn công của các uav tầm xa dù vậy nhà quan sát quốc phòng nga Evgeny Mikhailov cho rằng Ukraine không thể giành chiến thắng dọc giới tuyến và đang chịu thất bại nên phải dùng đến những chương trình hành động tấn công nhằm vào sâu trong Liên bang Nga. Theo ông, Moscow có thể đối phó với những cuộc tấn công này bằng một số cách bắt đầu bằng việc mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở sản xuất UAV ở Ukraine. Một công cụ khác để xử lý mối đe dọa này là tăng cường ngành công nghiệp chống UAV của Nga. Edward Bagdasarian, một chuyên gia về UAV quân sự của Nga, cho biết như vậy. Chuyên gia Baghdad Sarian nói, tôi nghĩ đầu tiên tất cả những nhà máy sản xuất mọi thứ cho kế hoạch quân sự phải được giữ bí mật. Thứ hai, các cơ quan an ninh của những doanh nghiệp này và các cơ sở hạ tầng quan trọng trong phạm vi 1.500 đến 2.000 km so với tiền tuyến sẽ nhận được các hệ thống phòng thủ chống UAV. Ngoài các hệ thống phòng không truyền thống như Cớp, Bắc, S-300, S-400 có thể nhắm vào các UAV lớn với tỷ lệ thành công tương tự như khi nhắm vào các chiến đấu cơ của đối phương. Cuộc xung đột ở Ukraine đã buộc các nhà sản xuất của Nga phải tăng cường sáng tạo và sản xuất một loạt phương tiện tác chiến chống UAV từ các loại pháo đến các biện pháp tác chiến điện tử. Trước viễn cảnh ông Trump có thể trở lại làm Tổng thống Mỹ vào tháng 11, NATO đang đứng trước nhiều nỗi lo trong tương lai, dù đã thành công kết nạp thêm hai thành viên mới. Theo Project Syndicate, chuyên gia chính trị quốc tế ông ian bremer mới đây đã đăng tải một bài viết nhằm nhận định về tương lai của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato trong trường hợp không còn mỹ ông bremer nói nato là liên minh quân sự thành công nhất trong lịch sử và đang trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết chiến dịch quân sự đặc biệt của nga đã nhấn mạnh giá trị và sự hiện diện của nato bên cạnh đó liên minh cũng đã thành công kết nạp hai thành viên mới là phần lan và thụy điển tuy nhiên chuyên gia này cho rằng nato đang đứng trước tương lai khó khăn nhất là khi cuộc xung đột Ukraine đang gây ra mâu thuẫn trong nội bộ khối và quan điểm của Mỹ có thể thay đổi mạnh sau cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Các nhà lãnh đạo NATO đều biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có cơ hội lớn để trở lại Nhà Trắng vào tháng 11 và những tuyên bố trước đó của ông Trump đã gây ra những quan ngại về cam kết lâu dài của Mỹ với Liên minh. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã công khai ý định muốn rút Mỹ khỏi NATO, cho rằng Liên minh này đã trở thành gánh nặng của Washington. Ông cũng tiết lộ từng đe dọa sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với những đồng minh NATO không đáp ứng yêu cầu về chi tiêu quốc phòng của khối. Những tuyên bố của ông Trump đã làm giới lên lo ngại rằng nếu tái đắc cử, lời lẽ của ông sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với NATO khi họ tìm cách hỗ trợ Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Trong những tuần trước đó, các lãnh đạo NATO đã không ngừng thảo luận về cách bảo vệ liên minh trước ảnh hưởng từ cựu tổng thống Mỹ, song không đạt nhiều kết quả. Với những người đặt niềm tin vào sứ mệnh của NATO, nỗi lo sợ về những gì sắp xảy ra chỉ càng lớn thêm. Trung tướng Mỹ về hưu Ben Hodges, cựu tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu nói, liên minh này trong 75 năm qua đã thực hiện chính xác những gì nó được lập nên để làm, đó là cải thiện an ninh tập thể của các thành viên. Tuy nhiên, ông lưu ý, NATO sẽ bị ảnh hưởng nếu các đồng minh mất niềm tin trước cam kết của Washington về việc bảo vệ họ. Ông Hodges nhấn mạnh, nếu ông Trump điều hành chính quyền Mỹ, chúng ta có nguy cơ mất tất cả những thứ đó. Hiện tại NATO đang cố gắng hạn chế thiệt hại tiềm tàng bằng cách thuyết phục ông Trump và những người ủng hộ ông rằng liên minh xứng đáng được giữ vững. Tại các sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập khối diễn ra tuần qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cố gắng đề cập đến việc chia sẻ gánh nặng bất cứ khi nào có cơ hội. Theo giới quan sát, đây giống như một cái gật đầu tế nhị trước lời kêu gọi châu Âu phải làm nhiều hơn nữa phát ra từ phía Mỹ, đặc biệt là từ ông Trump. Tuy nhiên, chuyên gia chính trị quốc tế Bremer cho biết, trên thực tế quan điểm của ông Trump không phải là không chính đáng. Kể từ khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea, các thành viên NATO đã cam kết chi ít nhất là 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024. Cách đây 2 tháng, Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã tỏ ra lạc quan về cam kết này, nhưng đó là do những thành viên có biên giới gần Nga đã chi tiêu nhiều hơn hạn ngạch. Cụ thể, có 13 trong tổng số 31 thành viên của NATO chưa tính Thụy Điển mới gia nhập, vẫn chưa đạt ngưỡng chi tiêu quốc phòng. Rõ ràng các nhà lãnh đạo NATO đều hiểu rõ sự cần thiết phải gia tăng chi phí quân sự trước những nguy cơ tại châu Âu. Nhưng các tuyên bố kiểu Nga nên làm bất kỳ điều gì họ muốn của ông Trump lại làm mọi thứ phức tạp hơn. Để chuẩn bị cho viễn cảnh Washington không còn đáng tin cậy, Tổng thư ký Stoltenberg đã đề xuất một quỹ hỗ trợ 5 năm trị giá 100 tỷ euro cho Ukraine và quỹ này sẽ không phụ thuộc vào kết quả bầu cử tại Mỹ ngoài ra ủy ban châu âu cũng đang thể hiện vai trò mạnh mẽ hơn trong việc dẫn dắt chính sách quốc phòng và công nghiệp của liên minh tuy vậy kịch bản mỹ rời nato là điều không ai mong muốn